Quy xin chào bạn. Quy đang ở xã Mỹ Hòa, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ở đây đẹp lắm bạn. Cái xã đạt chuẩn nông thôn này đẹp lắm. Ruộng đồng, vườn cây tuyệt vời lắm. Đó. Đây là Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa nè các bạn. Quy rủ mấy bạn qua thăm quan chợ nhắn qua. Chợ bên kia đẹp lắm, có chợ Mỹ An Quý Hòa gì bên kia kìa, ngay cái cổng vô Gò Tháp á, khu thờ thần mặt trời các bạn. Mình làm nông nghiệp thì mình thờ thần mặt trời đúng không các bạn? Để quay bình minh ở đây cũng thiệt tuyệt vời đúng không bạn? Quay ông mặt trời đang lên nè. Các bạn thấy ông mặt trời lên tuyệt vời chưa? Đó. Nông nghiệp phải có ông mặt trời đúng không các bạn? Phải có vậy, mưa thuận gió hòa như ông mặt trời. Cây cối quang hợp đó tạo oxy, hút CO2 tạo oxy thôi. Cây cối tốt tươi nhờ mặt trời. Bạn thấy đẹp không? Bình minh tuyệt vời không bạn? Đó. Sáng trưng sáng rỡ luôn đó. Đi qua cầu bạn, qua cầu qua chợ, qua cái cổng Gò Tháp cái quay chợ cho bạn xem. Nè bạn, ở đây là khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp bạn. Đi thẳng vô khoảng 2 cây số. Trong đó mốt trưng bày văn hóa ốc eo Phù Nam các bạn. Văn hóa trồng lúa nước các bạn, thờ thần nông, trên thần nông là thần mặt ông mặt trời á, thần mặt trời á. Bên đây là chợ Mỹ Hòa nữa các bạn. Đó, đẹp không? Để mình bắt đầu vòng vô chợ coi bà con bán gì các bạn. Coi chợ quê bà con bán gì. Nhiều bạn thích chợ quê miền Tây, mình quay chợ quê. Quay quay chợ quê miền Trung, miền Bắc luôn nữa đó. Các bạn nhớ vô kênh Thú Vui Dân Giả coi, coi cho đã. Vô đó tìm coi. Thì đó mình vô chợ cho các bạn coi. Này Quy không có quay, không có tripod chứ không có cái gimbal nha, hơi rung lắc chút. Bạn không cần. Ngoài đây bà con bán đồ ăn thức uống bạn. Ngoài đây có tiệm mì ngon lắm các bạn. Muốn các bạn đi Gò Tháp thì ra đây ghé đây bên tay trái nha. Dạ con quay phim, quay phim. Có tiệm mì ngon lắm, mấy bạn ăn mì thì ghé đây, mì xào ngon lắm. Ngay cổng Gò Tháp luôn, bạn ghé hỏi tiệm mì bán mì xào được. Ghé ăn. Có 25 ngàn mà ăn no bụng luôn, cứng ngắc luôn đó. Mình quay ra chợ nè, có bà có bán gì đây, mà bà có bán sản vật ở đây trong vườn ta đem ra không, heo ta mần tại nhà đem ra luôn nè, thịt heo nè. Cho em quay xíu nha chị. Dạ YouTube đúng rồi chị, 5 năm sau gọi được vui. Dạ em Thú Vui Dân Giả. Chị thứ mấy chị? Dạ, được rồi. Đó, rau vườn bà con ra tươi ngon kìa các bạn. Đó, quá dân đã không? Đó, khổ qua nè, dưa chuột nè, cải rồi nè. Đậu bắp, bí màu rồi các kiểu gì đó. Cà tím, đó. Thấy đồ chợ, đồ vườn mình ra thấy ngon lành không bạn? Đó. Đây, bán xôi, bán chè, bán sữa đậu nành. Dạ, chào chị. Dạ, em quay em lên YouTube nha cô chị. Dạ Thú Vui Dân Giả. Dạ mấy chị cũng ủng hộ kênh mình cho coi. Quay hết mấy chị đúng không ạ? Đây thì bán xôi nè, nó ngon lành, thấy ngon chưa bạn? Xôi quay mì, quay mì nấu nước dừa kìa, ngon chưa? Đó mình đây bán rau nữa nè, đó coi chợ quê đã chưa đó, bạn thấy đã không? Đủ rau, có rau gì cũng có rồi, trong vườn rồi đem ra con trồng sẵn rồi đem lại cho cô bán. Cảm ơn, chào chị. Dạ em quay phim. Dạ, chị bán bánh cam nữa nè, chào chị. Dạ, đó bên đây bán quần áo nè, đủ đó các bạn, chợ quê cũng đủ rồi. Vui không bạn? Ở trong hay ngưỡng nắng nha bạn, mình đi vòng ra ngoài, đi vòng vô trong cho bạn coi. Chợ cá, chợ gà đủ thứ rồi, bà con bán đủ thứ rồi. Lâu sáng nè. Ai muốn ăn chắc hủ tiếu, phở, bún gì đó, mì xào gì đủ thứ. Đó, ở đây có mấy tiệm tạp hóa nè đó. Đó, anh này bán rổ rồi nè bạn. Mấy bạn mua đó, bà con ở đây còn xài rổ nhựa, không có xài rổ nhựa bạn. Xài rổ tre rồi nè, mấy cái mũng luôn kìa. Dạ. Dạ. Dạ trở lại hồi xưa mới hay đến đúng không anh? Đó mình xài đó. Vậy đó, lấy tre đồ mình đan lên mình xài các bạn, cũng xài tốt các bạn. Bạn về lấy xương sơn đổ lấy BU các bạn quét lên, tích hơn màu hồng, sơn màu hồng. Quy dễ khoái màu hồng á, lấy mấy rổ này sơn màu hồng hết cho đẹp cho mấy đứa gái khoái. Đó các bạn, đồ nhựa nè, đủ kiểu nè, nồi rồi kia đó.
đá để mình dầu với chả nước cho anh coi. Đó, thấy không bà con để nè, đó có gì cũng có, đồ ăn sáng có, đồ tập quá có, rau cải rồi vườn đá không à, bước mắt đâu muốn kèo nèo nữa đó, kèo nèo ngon lành không, này tay tượng mà kèo lá bự, còn kèo này cụ móc rồi, kèo này móc thì nó mỏ móc nhỏ đấy đó, quá chừng rồi. Đây chị bán gì nè, thịt gà, thịt gà, thịt bò, thịt heo gì nè, đó bán tôm nữa nè, đó rồi có tên nè, tôm tươi đẹp đẹp không, em quay phim nha chị, cảm ơn chị, đó tôm tươi ngon ghê không, đó, tôm cũng tươi có, tôm đông lạnh có luôn. Có chợ quê vui mấy bạn, bà con bắt đầu đi chợ rồi, mới sáng sớm mà 6 giờ hơn rồi. Mấy bạn, chợ thì gần sông, ở bà con miền Tây như mình vậy á, ở trên lộ xong tới nhà để với sau rồi nè, lại rạch cái sông, đó đi ghe vỏ lãi tới chợ cũng được luôn, đó có người đi vỏ lãi kìa bạn thấy không, đó. Ở miền Tây sướng bạn ơi, đó, miền Tây đẹp, đúng không, đẹp vì có sông rạch nó mát mẻ, nhà quy cũng vậy bạn, không cần nhà lớn bạn, nhà khoảng 200 mét vuông thôi, đó quy đám đất rồi, mấy ao cá vườn cây nhà quý đó cho rộng cho thoải mái, ở gì nhà bự đúng không, ở nhà khoảng 200 mét vuông được rồi, còn nhiều quyên cái vườn cây quyên ao cá rồi đồng ruộng mênh mông nhà quý, ở gì xuống trong miền Tây quy hoạch Bình Quế cũng chịu là vậy đó. Tự nhiên dọn lên ở biệt thự, ở chung cư cao cấp gì xếp như cá mồi, ở gì khổ tốn nhiều tiền tỷ không, tiền tỷ không mua được cái chỗ Bình Quế đi đâu, để quy hoạch Bình Quế lại muốn cho bà con hưởng như miền Tây mình đi. Đó. Cho em quay cá chê nha chị, cá chê khủng nè. Con này chắc cỡ 10 kg không chị? Có 6 kg mấy à? 6 kg mấy mà chà bá lửa luôn nè. Thấy nè, đó. Chà bá lửa luôn. Quá chừng nữa. Anh bán thịt heo nè, đó. Mấy chị đi chợ nè mấy bạn thấy vui không? Miền chợ miền Tây mình vui lắm mấy bạn ơi. Đó, mấy bạn ở xa về quê nhớ đi chợ miền Tây. Cách ếch nữa kìa, đó ếch, ếch hộp, ếch hộp, cách chê. Ôi rau vườn nè, rồi lá cách nè các bạn, gì đó gì đó, rau rau dừa gì kìa, bông điên điển quá chừng không, cái này nè, này đúng là rau rau đồng ở đây luôn nè, đó bắp chuốt, rau muối, cà đó nè, bông điên điển nè, thấy bông điển không, cà nè, sen nè, rau lan nè, rau càng cua nè, rồi dùm bao nè các bạn, lòng à, nhãn lòng ở trên con gọi là chùm bao gì dạ đó nè mấy bạn thấy không, mấy bạn bà con miền Tây mình vui không mà thảnh hơi đó, bán ngày đó thảnh hơi vui vẻ lắm, không mua cũng được, qua chừng chợ đó giờ tới đầu bên đây đó. Dạ có, con có quay ếch của dì rồi đó, dì kêu vậy, dì dì thứ mấy, dì giới thiệu luôn dì để mốt coi dì biết, dì Sáu, vì sáu đường đó là chị, vì sáu lon, vì sáu đường nè bạn, đó lon đường ngon lành không, ngọt ngào luôn đó, bà con miền Tây mình ngọt ngào lắm, bà con miền Tây số 1 trong cả nước, bà con số 1 luôn đi, cho con miền Tây số 1 luôn bạn, bà con khác cũng vậy đó, cá quá gần nè, cá rô nè, lương nè, đó đã không, dạ à cá rô thả phóng xanh hả chị? Dạ không, em quay phim thôi nha chị, cảm ơn chị. Đó, giao đồ đều không sành. Đây, đó. Ngoại cũng bán kìa, các bạn thấy không, ngoại mặng cá kìa. Ngoại được tiếng mà mặng cá nhỏ xíu, mà con thấy đường ngon lành chứ. Đất ơi, lương, cá được quá chừng. Dạ, đó, ngoại cho thoải mái, ngoại nói thoải mái đi, quay con. Đó, thấy không, ngoại, ngoại tôi như tuổi rồi ngoại. Ngoại như tuổi rồi. 69 con. À 69 tuổi. Thôi con kêu bằng gì cho chị trẻ lại nha. Kêu sao cũng được. Dạ. Mà, dễ dạ. Mà. Dạ đó để miền Tây dễ thương không? Kêu ngoại không chịu đâu. 69 tuổi rồi kêu gì? Dạ. Vì sao? Sao lon sao đường. Trời ơi. Ừ số 6 con. Quy yêu số 6 nhất. Quy yêu số 6 nhất rồi số 6. Ai số 6 không biết rồi đó. Ê được tất có anh tên gì đừng dạ. Ta biết. Thú vui dân giả. Vui dân giả dạ, vì, bắt lên. Vì sáu đường sáu lon sáu đường sáu lon dạ. Mà hỏi thú thú vui dân giả à, dạ. Vui dân giả dạ đó mấy bạn thấy miền Tây nhiệt tình chưa đó, vui mấy chạy chị đi chợ cũng vui, mấy chị bán cũng vui nhiệt tính dạ đó, mấy chị dễ thương rồi đó, nói với chị dễ thương mấy bạn, ai mà đi xa quê đó bạn
có người thân ở nước ngoài đưa đó, mấy bạn cho người thân nước ngoài coi bà con mình bán chợ vui, chợ quê nè, đó thấy không, đó bà con cứ bán chuyện vậy chùm hổm vậy đó mà vui. Dạ thân cắt đó, rồi có chị Thuyết Minh Dùng Quy nè, chân cắt đặc tà. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Dạ để đồ không ai lấy hết, để xe cũng không ai lấy luôn. Dạ. Đó mấy bạn thấy không? Đó vậy mới chợ các bạn. Còn vô chợ phải gửi xe, giữ xe rồi sợ mất đồ, mất nón, mất áo gì luôn mệt. Dạ, à đồ đạc để đây không có dẹp dọn hết á. Dạ. À để đại à, không ai lấy gì hết bạn. Đó người quê thiền lành mà. Chợ quê vậy bà con có thấy ăn hiền lành không? Cho quy quay thoải mái luôn. Dạ. Đó, chị nói vài chục ngàn đi mua chợ nhóc đồ luôn, nhóc đồ là nhiều đồ bạn, nhóc, bà con kêu nhóc. Nhiều đồ. Dạ đúng rồi chị. Không, mốt mình lớn tuổi mình coi lại thấy mình trẻ đẹp đúng không chị? Dạ. Dạ, dạ đúng rồi chị. Dạ. 10 năm 20 năm nữa mình vẫn coi được YouTube của em mà. Đó vòng điện điển nè. Chị bán cá đồng nè bạn, này cá đồng thiệt nè. Đó cá đồng nè, các bạn thấy nó vừa vừa nhỏ nhỏ. Cá mọc ú thì cá nuôi, nuôi ăn cũng được bạn. Nuôi bà con đây nuôi bỏ thức ăn này thức ăn kia. Gà. Ai ăn gà, gà vịt. Đó, đó chợ thấy cũng mênh mông á, đi cũng mỏi dưng nào mới cẳng nè. Ngồi nói chuyện cũng mỏi miệng luôn. Chị nói chuyện chị khoái lắm bạn ơi. Nói quen cho bạn coi đã nè. Đó, chị mặn cá ra đây lẹ. Chuyên nghiệp mà. Chị này bán giá, ở nhà làm giá bán luôn. Cảm ơn chị, chào chị. Ôi, cá gì bự quá anh? Cá giòn. Cá giòn các bạn. Quá, chừng cá giòn hai con chập bá lửa luôn. Thôi nha các bạn, coi chợ đã chứ các bạn, mười mấy phút được rồi. Không ấy nói mỏ miệng nữa. Này tí li các bạn, các bạn. Đó, chị đó, bạn coi đi. Đó, vịt bán gà. Đó, chị bán vịt bán gà là đúng đó. Cầm cái máy hơi rắc rung chút xíu bạn. Đó, bà con này đó, vịt gà cũng có giải vịt gà, rau cải có giải rau cải. Trái cây nữa mà bạn. Đó, có bán trái cây đủ nè, nhãn chôm chôm nè, lê rồi nè. Là chị. Đó. Bạn thích ăn cái gì cũng có hết, vô chợ quê chứ đủ thứ các bạn ơi. Có đồ của quê nhưng mà cũng có đồ nhập đồ vô. Bơm lê táo Trung Quốc đồ đó. Mình ăn được hết bạn, có gì đâu. Ta làm được mình ăn được. Dạ anh chào mấy gì? Con quay phim. Đó gì cũng bán mấy rau quê nè bạn. Rau vườn. Rau quế vườn đó. Rau chùm bao nhãn lồng gì kìa, đó. Đó. Rau lá cách, đạt lan, rau muống, rau nhút, xả tây tượng, đó. Đó. Coi đã rồi các bạn. Dạ em ở Sài Gòn xuống chơi, ở Bình quận Bình Thạnh chị. Dạ, ở đây đẹp quá, chợ vui nữa. Dạ, rau vườn đó, rau nhút này các bạn. Măng của vườn đem ra luôn nè, thơm cũng vậy luôn, đó. Quá chừng không đó, mùa này có bông điên điển nè, mùa này quy đang quay là tháng 7, tháng 6 âm lịch gì nè, đó nên có bông điên điển, cái mùa nước nổi nha bạn, miền Tây á. Đây chợ quê mùa nước nổi nha bạn, cá đồng rồi đó, rau vườn rồi đó, rau bông điên điển rồi. Đó, đủ hết bạn, bán mấy đồ này, đồ thờ cúng luôn nè, chậu lưu hương rồi kia. Cắm hương rồi bình bông luôn đó, quá chừng không coi đã đi. Chào vườn nữa nè. Ô cà na nữa bạn ơi, đó thấy cà na ngon lành không? Con chào gì? Dạ. Dạ không, con quay phim đó nhân gì? Dạ. Dạ chứ đó gì vẫn thối quá không bạn. Mời mà cà na tỏi rồi rau vườn nữa nè, quá chừng rau vườn. Chào mấy gì? Đó vui không bạn? Dạ miền Tây vui vậy đó, xôi chè bắp gì nữa nè. Chào gì? Bánh ít tràng. Bánh ít tràng. Dạ. Dạ. Dạ đó con cũng quay phim của dì này, quay dì nè đó. Dì thứ mấy gì? Dì thứ hai. Dì hai bán chè nữa bạn đó, nhìn cho mấy bạn thèm luôn nè.
đó, đi chợ quê phải ăn những món quê các bạn, chè bắp bắp nhão luôn kìa đó, đó bánh ít trần luôn nè đó, ngon ngon, xôi lá cẩm thiệt đó chứ không phải màu đâu. Dạ rồi, cũng dài đó các bạn, clip cũng dài các bạn, Quy đi vòng vòng ra rồi chào với bạn ha. Cái cây bông nè các bạn, bông cúng luôn nè đó, ngon lành chưa, chào mấy chị đó, bánh cam luôn nè, bánh cay gì nữa kìa, bánh bao nữa nè, cho bạn coi hết gần cuối đi Quy đi, tôi chào Quy qua chỗ khác Quy quay nhớ coi nha, nhiều chợ quê lắm, Quy thích quay chợ quê lắm các bạn, coi chợ quê miền nước nổi rồi nó có hết nha, chợ quê miền Trung có, chợ miền Bắc gì đâu cũng có luôn à. Dạ rồi, em quay mấy anh đang uống cà phê thư giãn nữa nè, trước khi ra đồng hay đi làm công việc mấy anh uống cà phê thư giãn nữa mà. Dạ rồi. Quay ngang đó Thanh Kiều, vú. Thanh Kiều vú. Dạ đó, thấy mấy chị vui không ạ? Thanh Kiều vú. Thanh Kiều là Thanh Du á mà đó, chị kêu bằng vú luôn. Dạ chào chị. Thôi mình ra nha các bạn, chào các bạn. Chào các bạn. Quy đang đi kiểm tra công trình trong xây trong Gò Tháp các bạn. Đây là công trình quốc gia các bạn, để triển lãm văn hóa Ốc Eo Phù Nam cổ đó nha. Mình sẽ cho quý vị biết ở đây là hồi xưa là có đền thờ thần mặt trời, thần nông nghiệp các bạn. Phải có đất đúng không? Mình thờ mẹ trái đất nè. Thờ thần mặt trời nữa, mẹ mặt trăng nữa các bạn, đúng không? Phải có mặt trời mới quang hợp, cây xanh quang hợp, hút CO2, thở oxy cho mình thở để cây có phát triển tốt vậy. Thì phải có mặt trăng để mưa thuận gió hòa đúng không các bạn? Mặt trăng vận hành để có thủy triều rồi đó, lên xuống đó, lũ về có đất phù sa cho tốt cây, tốt cây trái các bạn. Mình đang kiểm tra hết mấy hệ thống này. Đây là hệ thống máy nổ, vừa máy nổ vừa máy điện đúng không ạ, để bơm nước chữa cháy. Như bạn thấy đây có hai cái để mình luôn dự phòng các bạn, phải như vậy, ít nhất phải hai hệ thống chứ không phải một hệ thống, một hệ thống nó vận hành không được, phải hệ thống còn lại vận hành để các bạn xài mấy sáu mấy bảy gì mấy tám gì các bạn nè, máy lớn để nó quay mấy chục này chúng ta đẩy nước vô đây, vừa làm nước xài được các bạn, vừa làm nước chữa cháy luôn. Đó, cái hệ thống nước nè, các bạn thấy không? Có cái bơm thủy lực rồi đó, để tăng áp giảm áp gì đó. Cái bằng cái kia thì xài bằng máy nổ, bên đây là động cơ điện, có bơm nhỏ nữa, bơm nhỏ đi mình cho đầy nước vô mấy cái ống, đầy nước vô mấy ống để bắt đầu mới bơm, hoặc là mấy bơm nhỏ này thì nó xài cho vệ sinh cá nhân của bạn, vô mấy cái phòng ốc rồi nhà vệ sinh luôn. Đó. Đang đi thị sát nè, đi làm việc cho chính phủ, làm việc không công vậy đó, mới làm, đừng có làm cái là phải nhận tiền rồi không có, làm cái này đúng làm thôi, vui là vậy, làm thích làm việc cho những cái tổ chức phi chính phủ, không cần lương cũng được không sao, còn có lương là phải lương khủng. Ừ, khủng lên chi, mình chia lại người nghèo để hệ thống chữa cháy cho bạn thấy. Đang lên cầu thang mà đó, là bạn thấy đây cái hình bông sen tại Đồng Tháp mà, Gò Tháp là thuộc Đồng Tháp 10, bông sen là muốn phải có trưng bày lúa nè, có ruộng nữa, chụp hình ruộng đồ trưng bày, mà không trưng bày phải có mấy chiếu thì ruộng lúa rồi. Hệ thống phòng cháy chữa cháy nè, đây nãy cái bơm, còn đây thì anh em khóa rồi quá. Đó, mở giò mình gắn cái giò rồi rộng đây, mấy em sẽ là làm một cái hộp để gắn cái vòi ống với vòi chữa cháy. Chào chị đó, kia cái bảng chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, bạn coi mấy cái tiêu lệnh chữa cháy của công an rồi đó, phòng cháy chữa cháy có gì nó báo động gọi 114, 115 gì đó mấy bạn, lại quay cho các bạn coi, quay vòng trái chữa cháy nè, tiêu lệnh chữa cháy, báo động khi xảy ra cháy, báo động rồi phải la làng rồi lên gõ chiên vô cái kẽn rồi cho người ta tập trung lại chữa cháy, cúp cầu dây điện nha, rồi đó,
cái cúp cầu gia điện thì mình xài máy nổ để mới có điện, đi học không có điện thì phải có máy nổ để chữa cháy, dùng đường chữa cháy và các nước dập tắt bình chữa cháy các kiểu, hoàn các nước rồi các kiểu mền mùng rồi đó, mình nhúng nước mình đắp các kiểu, thì này nó ghi chung chung thôi đó, gọi số điện 114 để đầu chữa cháy nghiệp rồi đấy, nó quy phòng cháy chữa cháy này, điện 1, 2, 3, 4, 5, 8 nó gì mấy bạn tự đọc, ngưng máy là đọc đi bấm ngưng rồi đọc, rồi nó có phải làm nữa bạn. Đó, mình lấy cái đồ mình gõ ra, em bấm gõ bể cái này, em bấm nó báo động cho mọi người chạy ra vậy thôi, đâu cũng vậy. Tòa nhà nhỏ hay tòa nhà cao tầng cũng vậy, không có hệ thống đó, hoặc hệ thống chữa cháy tự động đây mình không biết, không thấy có hệ thống chữa cháy tự động không? Có đèn ở trên thì các bạn thấy có đèn nhỏ không, để khi xảy ra cháy nó tự động bật sáng, đèn đó nó xài năng lượng mặt trời hoặc nó tích điện sạc. Đây, cái đèn lon chứ không phải hệ thống chữa cháy tự động, ở đây không không cần hệ thống chữa cháy tự động, mọi người chạy ra an toàn là được rồi, trong nó cháy hết mẹ cũng sao. Đây, đây cũng có thờ nè, thế nào cũng phải thờ thần mặt trời, thờ quả đất mẹ với mặt trăng đi, rồi chờ vì sao luôn đó, cũng phải hội đủ hết các điều kiện thiên nhiên tự nhiên, chắc những kia kỹ sư lưu niệm cũ gì hay ông gì đó, tiến sĩ gì đó, nhà khoa học lưu niệm cũ gì đó, làm nông nghiệp cho bà con nè, chỉ bà con cách làm nông nghiệp cho tốt, cho đúng, tại vì khó hơn mày. Đó, mấy phòng có mấy trưng bày đúng không ạ, làm ký đều sẵn, bên trong bên ngoài các bạn thấy, này hơi tối nhưng mà chưa bắt đèn thôi, đèn mấy em đang gắn, đây nó không có hệ thống chữa cháy tự động, chữa cháy tự động các bạn thấy trên ấy, không có phải không phải, có bao khói rồi. Đúng rồi. Cái bao khói nhỏ nhỏ này mình zoom được không? Nghe gần cái máy lạnh kìa. Không zoom không được thôi kệ mẹ. Thấy nhỏ nhỏ này bao khói. Bao khói phải có bao khói thôi. Bao khói có cháy thôi. Lửa cháy thì nó hoặc là nó có hệ thống chữa cháy tự động, nó phải có cái bồi mà. Mình không thấy mấy cái riêng cồn chữa cháy. Mình chắc mình thấy cái ống mình dập. Nhỏ nó không cần thiết. Mấy tòa nhà cao tầng hay mấy cái tàu nó chuyển dương lớn nó phải có hệ thống chữa cháy tự động luôn. Mốt đi nước ngoài lên tàu với cho bạn thôi, từ đầu tàu lên tích tàu nó có gì quý biết hết mà, quý có tàu đi quý nói được quý làm được, quý quay quý cho bạn coi, quý không có cái gì ta nói mà không có, quý nói gì mốt quý quay cho bạn coi phòng trưng bày nhỏ sao hả dạ gì anh. Mấy bạn ơi, Quy đang ở láng biển nha bạn, xã láng biển của huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Bạn thấy không, giống láng biển không, thấy cái ruộng nó mênh mông chưa? Thì đi tú bên ngoài kia đó, chắc cần cả cây số, thấy cái vườn cây vườn cây trái á. Trời ơi, đã không? Nó mênh mông như láng biển thiệt á. Đây vô đây mát mẻ gì đâu á. Quy ghiền ruộng lúa các bạn ơi, ở Sài Gòn như vậy. Đó. Nhà Quy cũng mênh mông các bạn thấy không? Nhà Quy hết bà con hết trồng lúa rồi, còn giờ còn ao cá được không à, Quy cũng thích ao cá với vườn cây được, Quy cũng thích lắm, thích có vườn cây rồi vườn cây ăn trái được, nhưng phải cứ có ruộng lúa nữa bạn ơi, không có ruộng lúa nên giờ có chỗ nào có ruộng lúa Quy ghiền Quy coi. Để, bữa Quy có đi ra Bình Thuận, trời ơi ngay đường thống nước của La Ghi á, trời ơi mấy đám ruộng sống nó đẹp gì đâu, sát cái cô mắt La Ghi Bình Thuận cũng vậy, có đám ruộng rộng mênh mông à, đâu có nghĩ mà sát biển mà có đám ruộng khủng khiếp như vậy, ngay đường thống nhất luôn, đường thống nhất cũng lớn ở La Ghi Bình Thuận các bạn, bạn nào mà ra La Ghi Bình Thuận nhớ đường thống nhất nha bạn, ngay cột mắt dưới ngay cái gì cà phê Nhất Minh với khách sạn Nhất Minh đó, đồ có mấy ruộng lúa đẹp lắm đó, bạn thấy mênh mông sướng không đó, vậy coi gì mới đã mắt hít mùi lúa đồ sướng lắm, ra đây không khí mát mẻ trong lành à. Ở phía anh chợ vậy, đừng có nhà to bạn ơi, nhà như nhà Quy thôi, khoảng 200 mét vuông thôi, rồi xung quanh là ao cá, rồi vườn cây ăn trái, vườn rau, còn như ở ngoài đồng ruộng mênh mông đi, ao sen như trên Quy có ao sen rồi đó bạn, còn dưới đây thêm ruộng lúa đi, chảnh Bình Quế không ai trồng lúa, nhớ lúa thấy mồn, đừng ở biệt thự gì đâu, mấy ngàn mét gì đâu,
rồi gì đó chung cư cao cấp gì đó, trời đất ơi, ở như Cam Mồi mà chung cư cao cấp, tôi cũng chả biết cao cấp sướng sướng vô nào, ở trong cái chục tỷ, năm mười tỷ cái, trời đất ơi, ở như Cam Mồi mà vậy mà ở tiền mấy bạn bạn thích sao không được, quy thích vậy. Nhà nhỏ này khoảng 200 mét vuông, giữa đồng ruộng mênh mông mấy mẫu, mấy chục mẫu gì đó, trời cho sướng vậy đó. Tôi mới quy hoạch tôi về đây à, tôi về đây tôi mua hết một cái khu ruộng rồi luôn, mình mới quy hoạch mà nhiều tiền đúng làm gì đúng không, nó vậy đừng giận tôi nha đó, đúng không, nhiều tiền quá mình về miền Tây nè, mình mua nguyên khu ruộng luôn, tôi mua nguyên khu ruộng láng biển luôn, tôi chơi nguyên cái khu vườn rộng mênh mông vậy đó, rồi nguyên khu ruộng bà con nữa, đúng không, rồi ruộng mình rồi ruộng bà con nữa, còn mình cho bà con làm thoải mái luôn đó, cho bà con làm ruộng mình luôn đó, bà con làm chi lúa cho mình ăn vậy thôi đó, vườn trái cây rồi nữa, bà con đây trồng xoài nè, trồng mít thái nè, rồi đó, đó, rồi trồng gì đó, cành na gì đó, mặc sức mà ăn, rồi đó, tới mùa nước nổi, trời đó, bông điên điển đầy, rồi kèo nèo, rong súng, rong mút, nhút, rồi sen, rồi ngó sen, rồi đó, rồi bông súng, gì đủ thứ, ăn cho sướng, đó, cái đám ruộng này mà bạn, đúng không, cái đám ruộng này mà lũ vô một cái, đủ thứ, bông điên điển, bông lục bình, rồi đó, bông sen cũng nở lên chỗ thăm rừng đó. Mênh mông đã đó. Đi cho sướng mắt mà bạn coi đi. Cảm ơn bạn nha, chào bạn đó, cho bạn coi sướng mắt, mấy bạn chưa nào chưa xuống này đó, muốn đi láng biển này. Bạn vô láng biển cái bạn vô cái đường bị chả nhớ đường đó, từ Mỹ An nè, Mỹ An Mỹ Đông gì nè, đi về Sa Đéc và Bình Thạnh á, Bình Thạnh và Miếu Trắng á, thì các bạn bơi qua tới bên tay phải, bên tay phải cũng có mà bên tay trái cũng có, bên tay phải ruộng lúa rộng hơn, bên tay trái vườn nhiều hơn. Chào bạn nha.